và khi tiêu đỏ thì gây sát thương vật lý, còn khi tiêu vàng thì sẽ gây chóng nha nè. Và này thì mình sẽ bắt lại vị tướng Riemann tiền bản tiếp anh em. Đấy anh Riemann bị mình quýnh chạy vào trong nhà nhưng vẫn bị chết anh em. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì lâu rồi mình cũng không chơi vị tướng Van Heel. Vậy thì hôm nay mình sẽ chơi lại vị tướng Van Heel và chia sẻ cái build đồ phù hiệu bản ngọc chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Van Heel cho anh em xem nhé. Đấy thì mình xuống, vừa mới xuống thì mình cũng đã lẫm luôn cái mạng của vị tướng Ryuma của tiên bản nha nè. Đấy thì tiên bản đang tính kế là không có AD nên là mình sẽ dùng vị tướng Van Heel này mình đánh ốp đổ luôn tiền bạn nha nè. Tiền bạn thì chọn tướng thì bị lố sao không biết, thì không có chọn được vị tướng AD nào hết mà tới hai vị tướng mid luôn. Chắc là chọn bị chọn nhầm ra nè bạn, nhưng mà không sao, chọn nhầm thì tuy nhiên tiền bạn chọn nhầm nhưng mà tiền bạn muốn tốt thì vẫn là win là chuyện bình thường nha nè. Riêng ma lậu qua tường kìa, anh lậu qua tường anh chạy đi anh, ui dùi anh chạy kịp kìa anh em. Anh quay trở lại anh lại đâm nữa nè. Lậu khác nhỉ, lậu qua lậu lại có vẻ khác nhạc nhỉ. Lậu qua lậu lại thì mình sẽ phụ với thằng Florentino này ăn cái bù xanh nha em. Ui ăn đi, ui để Rima nó ấy kìa kìa, mua ui hay quá anh ơi, mua chết nó luôn rồi, lẫm cái mỏng này nữa, ui không được rồi. Đấy thì vị tướng Rima cũng bị vị tướng Florentino đâm khác quá khác anh em. Đấy, múa pha đó thì cũng đã anh được cái mạng vị tướng Rima rồi. Đấy thì tiên bản không có AD nên là mình sẽ up luôn cái đường dưới này để mình ăn vô trong cái bộ xanh cho nó luôn nha anh em. Đấy, thì pha này thì mình sẽ lượm cái con máu trước. Đấy về cái vị tướng Van Heel này thì anh em, về cái chất tướng của Van Heel thì anh em nên lên nó là lên full tốc đánh nha. Full tốc đánh cho vị tướng Van Heel thì lúc đó thì vị tướng Van Heel nó sẽ đánh răng nội tại liên tục. Đấy cái nội tại của vị tướng Van Heel nó cực kỳ chắc anh em. Nội tại là có thể đánh ra ba cái phi tiêu, một là phi tiêu xanh, thì phi tiêu xanh đó thì nó chỉ có tác dụng là làm giảm hồi chiêu, và phi tiêu đỏ thì gây sát thương vật lý, còn phi tiêu vàng thì sẽ gây chóng nha nè. Và này thì mình sẽ bắt lại vị tướng Rima của tiên bản tiếp anh em. Đấy anh Rima anh bị mình quýnh chạy vào trong nhà nhưng vẫn bị chết anh em. Lúc đó thì cái phi tiêu của vị tướng Van Heel nó đã đi theo rồi nên là chắc chắn ảnh nằm xuống ha, còn khá là ít máu mà. Nãy thì team mình chọn sẵn một pha đó là cái con Aya nè. Team mình thả Aya cho team bạn chơi, mà khi mà vị tướng Aya là nó bu trên cái đầu của một vị tướng nào đó thì nó rất là mạnh nha nè. Nãy pha này, ui ui còn lộn lên là lấy cái gì lộn xuống nữa hả bạn, rồi còn tập biến luôn nha nè, rồi chết này chết này đấy, đúc giết luôn cái mạng của vị tướng Rima rồi anh em. Pha này thì mình sẽ ăn luôn cái mỏng vị tướng. Ây, không được anh em ạ. Pha này thì mình cứ nghĩ là mình sẽ giết được luôn cái mỏng của vị tướng ngộ không, bởi vì pha đó mình đã có nội tại khá là nhiều, đánh có thể nó bị chó mà nó không đánh được. Ai ngờ đâu nó bỏ qua mục tiêu là vị tướng Alex mà nó qua mình, nó giết mình luôn anh em ạ. Đấy thì nói về cái vị tướng Van Heel này thì nó sẽ có cái nội tại, thì mình cũng đã nói sơ qua là nó cái nội tại là nó sẽ có ba cái phi tiêu, nó là phi tiêu đỏ, phi tiêu vàng và phi tiêu xanh anh em. Mà chủ yếu là anh em đánh ra phi tiêu vàng đó, thì nó sẽ gây chóng, nó sẽ làm chóng liên tục, là lúc đó là vị tướng Van Heel nó sẽ gây chóng khá là nhiều. Ui pha này thì mình bị vị tướng Aya của team bạn biến heo mất ra nè, biến thành một cái bị biến hình mất rồi, nên là mình không có chạy được pha đó, đang đánh thì bị biến hình mất. Thì đối với cái chiêu 1 của vị tướng Van Heel là chiến sang mạo hiểm, thì Van Heel sẽ ném một phi tiêu đặc biệt vào kẻ thù trong phạm vi và gây sát thương, đồng thời là tăng một cái điểm nào hiệu ứng thợ săn cho vị tướng Van Heel nha anh em. Cái chiêu 2 của vị tướng Van Heel là lời nguyền tử vong, thì Van Heel sẽ ném một cái phi tiêu vào mục tiêu và gây sát thương, đồng thời là làm choáng mục tiêu nha anh em. Đấy, và nó cũng tích được một cái điểm hiệu ứng thợ săn, thì pha này thì mình sẽ tiêu diệt luôn cái mạng của vị tướng này. Đã chạy, ui tiếc thế nha, cay nha. Pha này vị tướng ngộ không chạy được anh em, ui nó chạy mất cái dép rồi anh em ạ, nó lên chiếc giày chạy nhanh nữa hay sao ấy, thấy nó chạy thật là nhanh. Rồi cái chiêu cuối của vị tướng Van Heel là bảo đạn, thì Van Heel sẽ bắn 6 viên đạn bọt gây sát thương lên kẻ địch, và khi mà bắn trúng kẻ địch thì
Van Hell nó sẽ kích hoạt ngay cái nội tại, đó là nội tại ống khí của vị tướng Van Hell nha anh em. Đấy. Thì cái nội tại này nó sẽ có 4 cái tầng. Khi mình đập 4 tầng rồi thì nó sẽ tan cái sát thương của cái vị tướng. Ui ui ui, pha này thì tập biến chạy thôi anh em. Ui cây tiếng à. Từ nãy giờ cứ gặp vị tướng Aya là bị chết liên tục anh em ạ. Từ nãy giờ Aya nó ăn mình ba mạng là có cái sự đóng góp của vị tướng Aya của team bạn. Rất là cay cú vị tướng Aya nha, nó biến heo liên tục, nó biến hình liên tục không chạy được. Đây thì Yuka đang nấp bụi nhưng mà bị bên kia thì thằng Ryuma nó cũng nấp bụi rồi, chắc chắn là anh sẽ biến về thôi. Làm gì giống ra, nó ra nó chọt cho một cái sắp mặt ngay. Rồi về cái build đồ vị tướng Manhe thì mình có để dưới phần màn hình nha anh em. Đây thì cái build đồ này thì anh em đã full cái tốc đánh cho vị tướng Manhe rồi. À, chạy đâu nó bạn ơi, rồi chết ngắt ngay cái vị tướng này. Ui vẫn không ăn được anh em, không ăn được thì mình ăn cái mận thằng này đang có nội tại mà đúng không, đang có nội tại, đang có nội tại mà. Đấy anh em thấy không, và đó thì mình trợ ba mặt luôn anh em ạ. Vị tướng ra vì sao thế, bị ngó à? À ra là nghệ ca cũ rồi. Ulti chạy được kìa, hình như nó hơi bị lót, anh chắc nó có điện thoại hay sao anh em. Đấy pha này thì vị tướng Aya nữa anh em ạ. Anh ngủ không chạy ra. À ngủ không bị chóng rồi anh em. Rồi ngủ không bị chóng thì mình liếc luôn là vài cái phi tiêu nữa là vị tướng ra tướng nào nó bị điện thoại bị gì, mình muốn quýnh nó là nó ulti nó chạy, quýnh nó tiếp nó tóc yên nó chạy. Thằng này khứa này chơi cái trò gì mà cứ khỉa mình thế nhỉ, cày thế nhỉ. Đấy thì đường lính dứt chi khá nhiều anh em. Đấy thì đường lính như này khá là nhiều, rồi mình xuống mình ăn cái đường bài lính này cho để đây là một cái lượng tiền khá là lớn cho mình luôn anh em. Ui một cái lượng tiền cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Đấy, một cái lượng tiền khá là nhiều, ăn một cái bài lính khá là nhiều luôn. Rồi khi mà anh em đánh Van Hell á thì anh em sẽ lên full cái tốc đánh cho mình nha. Lên full cái tốc đánh thì cái build của mình nó tối đa cỡ trên 100% tốc đánh rồi anh em ạ. Về cái cách combo của vị tướng Van Hell á thì vào trong giao tranh thì anh em sẽ ưu tiên đó là dùng chiêu cứu trước, để dùng chiêu cứu trước để kích hoạt cái hiệu ứng tờ sang nha anh em. Đấy mình tốc biến lên mình kích hoạt cái hiệu ứng tờ sang là mình quýt được. Đấy thì khi mà kích hoạt cái hiệu ứng tờ sang thì anh em sẽ phóng phi tiêu thì nó sẽ ra cái hiệu ứng đó là phi tiêu đỏ, phi tiêu vàng và phi tiêu xanh khá là nhiều, nên là lúc đó là anh em sẽ quýnh gây sát thương nó lớn hơn. Rồi trong cái build của mình thì nó có cái xạ nhân cung anh em, xạ nhật cung. Với xạ nhật cung này thì cái khi mà anh em bật cái xạ nhật cung lên á thì anh em nó sẽ tăng cái tầm đánh của vị tướng Van Hell nha anh em. Đấy, cái tầm đánh của vị tướng Van Hell nó sẽ tăng thêm rất là nhiều, và cái tốc đánh của vị tướng Van Hell thì lúc đó nó sẽ cái tầm đánh thì nó xa rồi, còn cái sát thương đấy thì nó sẽ gây sát thương cũng khá là lớn anh em ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ lên mình bắt cái vị tướng Ngộ Không anh em. Ui không có cái tốc biến nha, và đó có tốc biến là mình sẽ chắc chắn mình sẽ chơi chết được vị tướng Ngộ Không anh em ạ. À anh Ngộ Không, trời ơi em đi định đi bác anh mà anh đi xuống bác em nữa kìa. Ui dùi anh hơi bị non nha. Đấy và đó thì vị tướng Ngộ Không hơi bị non anh em. Đi thì mình không có tiếng Việt nên là hơi khẩn tí nha anh em. Đấy thì mình đang trao đổi một tí. À, thì cái build đồ này á, thì nói chung là có cái vừa có tốc đánh nha, vừa có cái lượng đam, và có vừa có cái khoảng cách anh em, khoảng cách từ cái xạ nhật cung. Đấy, khi mà vào giao chiến anh em sẽ bật cái xạ nhật cung lên anh em bắn, có thể là anh em đứng ngoài cái tầm cái trụ và anh em bắn vô trong trụ vẫn được anh em ạ. À, cái xạ nhật cung mình nó có cái lợi hại như vậy nha anh em. Đây là một cái build đồ mà anh em lên để mà đánh nó tốt hơn. Rồi bây giờ thì team bạn đang ra, bây giờ thì mình sẽ đứng phía ngoài này bán ăn tiếp cái mận của vị tướng Rajet rồi nè. Pha này thì mình sẽ chơi luôn mặt xạ nhân cung lên mình chơi thôi. Đấy, đấy liếc liên tục đúng một kill luôn nè, và ăn được thêm hai mận nữa là 8 mận anh em ạ. Tóm chết 3 mận rồi. Chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào anh em cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nhé.